mình có cái lối làm chi ấy, đấy, là 5 tầng 5 tầng chi. Đấy, như các bạn biết rằng là 5 tầng hoàn toàn là bẻ xương gà khẩu mía. Đấy, hoàn toàn bẻ xương gà khẩu mía và cắt giật từ bé. Đấy, nên là này tất cả mọi cái là đều cắt giật, rất hạn chế là dùng đến em bẻ xương gà khẩu mía. Đấy, khẩu mía, bẻ xương gà khẩu mía. Rồi, chào các bạn, hôm nay mình lại trở lại với clip tiếp theo. Bây giờ các bạn sẽ được chú Hùng, chú giới thiệu tiếp một cái cây xanh của chú nữa. Đây là một cái cây xanh mà chú rất là tâm huyết tạo tác. Nào mời các bạn cùng xem. Cháu mời chú ạ. Thì đây là một cây xanh, như các bạn nhìn và thấy đấy, thì nhìn nó trẻ trung lắm, nhưng tuổi đời của nó thì là rất cao. Đấy, còn nó tuổi đời nó cao nào thì các nhà chuyên môn cây cây là ngắm trực tiếp thì là sẽ biết, thì còn mình không giờ là mình khẳng định nó một điều gì này. Nhưng nó có một điều là ngày xưa nó là cây long, một trong những cây long mà có thân bệ phải nói là rất đẹp, khẳng định điều đấy. Bệ thì bền, thân thì là rất dẻo. Thì là cách đây khoảng độ hơn 10 năm thì là bạn Hữu đi chơi mua cây, thì là các anh ấy thì có điều kiện, các anh toàn mua cây tiền trăm thậm chí tiền tỷ. Nhưng mình thì là công chức nhà nước nên là cũng không có điều kiện, nhưng mà mình thấy cái cây này nó có một cái gì đấy là rất tiềm năng, thì mình mua là hồi đấy thì cũng chưa đến 10 triệu đấy, cái đây mười mấy năm. Thì sau khi về á thì mình giữ lại được tay 1 và tay 2 và mình cắt lửng thân của nó đi. Trên này là mình có làm một viên gạch xẻ ra đấy, tức là khắc chữ thiên, và mình gắn vào đây thì bây giờ nó gần như là liền hết. Thế thì nói về cái cây này thì bây giờ thì các bạn là cứ nói là long hóa, nhưng mà mình thì vẫn nghĩ nó là sẽ làm thành một cái cây long, nhưng mà gọi là long nghệ thuật thì thấy nó hợp lý hơn. Thế là trong cái quá trình làm á thì mình thấy cái bức tranh của cái cây tùng của người Trung Quốc đấy là nó cũng như gần như này đấy. Thì mình về mình đi tạo tác đấy, mình tạo dựng thì để làm cho nó là chỉ có 2 tay thôi, nhưng khi nó vươn ra đấy thì nó che kín đầy đặn đấy, bao trùm hết cả cái cây. Bản thân nó là mình chia nó làm 54 bông. 54 bông nó thể hiện là 54 dân tộc của người Việt. Với đấy là 63 tỉnh thành đúng không? Đấy, bây giờ là đấy là cây này là thể hiện cho là 54 dân tộc anh em. Thì mình có cái lối làm chi ấy, đấy là 5 tầng, 5 tầng chi. Đấy, như các bạn biết rằng là 5 tầng. Hoàn toàn là bẻ xương gà khẩu mía. Đấy, hoàn toàn bẻ xương gà khẩu mía và cắt giật từ bé. Đấy, nên là này tất cả mọi cái là đều cắt giật, rất hạn chế là dùng đến em. Hoàn toàn là cắt giật hết, hoàn toàn cắt giật. Đấy, khẩu mía. Đấy, 5 tầng tán. Thế thì nói về cái cây này á thì là tổng thể của nó là mình gọi đó là tứ linh. Tứ linh thì thứ nhất là người Việt là rất tôn thờ là long này, ly này, quy, phụng. Thì cái thân, nhìn vào cái thân chính của nó, nó như một con rồng đang bay lên. Đấy, cái bệ của nó là nó giống con rùa quy. Đấy, đoạn thân này đấy, là nó giống đấy, con ly đấy, tức là con ly con nghê đấy. Đấy, tức là con bộ 2 tay của nó bung ra thì các bạn tưởng tượng nó là như một con phượng đấy, đang múa. Thì đến giờ phút này thì nó tương đối hoàn thiện. Và đấy thì nhìn giữa người và cây thì cũng biết rằng là nó không bé đấy, nhưng mà đặc biệt là chưa bao giờ có ý tưởng cày đá cả, bởi vì tôi thích chơi nó mộc mạc. Đấy, trước đây là chủ cũ người ta là có một vài cái viên đá bé cày nó vào thì là vấn đề nguyên bản, và cũng bận nên là ít có thời gian điều kiện để đi như là triển lãm, nên là nếu có bạn nào có điều kiện muốn chia sẻ đến chơi ngắm đấy, để, vừa coi như là góp ý cho nhau để tác phẩm nó hoàn thiện hơn thì mời các bạn là qua 60 Bà Triệu, tức là ngã tư Bà Triệu Trần Hưng Đạo. Rồi chú có thể là chia sẻ tại sao chú lại đặt cái con tỉ hưu đấy đúng không? Cái ý nghĩa, chú giới thiệu ý nghĩa con linh vật này. Thực ra cái 4 con vật linh của người Việt đấy, long lân quy phục thì là vật rất quý, nhưng khi tác phẩm này hoàn thiện rồi đấy, và bản thân nó đấy là sự đoàn kết của 54 dân tộc anh em, thì bất cứ một cái gì mà người ta gọi là cái dấu ấn linh thiêng á, thì người Việt là có một cái điều đấy là hay để là cái con tỉ hưu đấy, thì coi như đấy nó làm cũng là một cái con vật linh đấy, để nó coi như là luôn luôn coi như là án ngữ ở chỗ này, nhưng mà thực tế là coi như là để bảo vệ đấy, đấy là con vật linh này bảo vệ đấy, coi như là tác phẩm nó bao hàm coi như là 50 dân tộc anh em người Việt. Rồi các bạn có thể thấy là phải nói là hôm nay là mình rất là may mắn được gặp chú ấy. Chú giới thiệu rất là mình cảm giác là từ những con tỉ hưu, những cái ví dụ như là đây có một cụ lão đấy, chú sẽ nói thêm nhé. Đây là văn hóa người Việt là từ cổ xưa đến nay ấy, là văn hóa là nho đấy. Đấy, nho giáo học đấy, lấy chữ học đạo làm đầu, thì đây đấy nó thể hiện đấy cái sự bền vững của một cây đại thụ. Nhưng mà các cụ cao niên là người đọc sách, và một trong những cái mà tích đấy thì là tích gì đánh cờ uống rượu là cũng một trong những cái tích đấy, là một cái văn hóa là của xa xưa để lại, cũng như bây giờ cái văn hóa của anh em chơi cây mà thỉnh thoảng gặp nhau là cũng giao lưu đấy. Nó có cái đấy cây thì nó gắn liền với tiều phu đấy, nó được thể hiện đấy là cái gì, đây là cụ này đi lấy củ, nó thể hiện cái rất thiên nhiên, quá tuyệt vời đấy. Thì ở bên dưới những gốc cây đại thụ thì có những cái chú trâu bạc như là nằm nghỉ ngơi đấy. Đấy, xa xa hơn nữa tức là hình ảnh của Phật đấy, tức là cũng đọc sách đấy, nghỉ ngơi đấy, thể hiện một cái sự là nó rất thư thái. Thì với cái tác phẩm này là thì tôi yêu nó nhất bởi vì nó rất chỉn chu đấy, thì cũng là một trong những cái loại xanh của Việt Nam, thì là tôi cũng chả biết gọi nó là cái gì, tôi cứ gọi nó xanh búp ngọc, bởi vì là khi cái búp nó lên là nó màu nó trong sáng như ngọc đấy. Một sự rất kỳ công này, uốn nắn từ bé đấy, nó có một cái đặc biệt là cái tay cành của vùng Đoàn làm thì rất riêng, có nghĩa là bao giờ phải 5 tầng tán. Nhưng đặc biệt là cây của tôi khi tạo dựng là không chi nào, tay nào đấy, bông nào che đấy, các bạn không tin thì cứ đến, tức là các bạn đi một vòng thì là 54 cái bông này là nó thể hiện rõ hết ở tất cả các góc cạnh. Tức là đứng ở góc nào không bị che lấp đúng không? Không bị che đúng không? Đúng rồi. Đúng rồi, mình cảm nhận thế. Ví dụ như cái bông này nhá, mình cảm giác mình đứng trước mặt nó, nhưng mà phía sau này, phía sau ấy ít nhất là có 3 đến 5 bông còn lại ở phía sau, nhưng mà không bị trống đấy, các bạn nhìn thấy chưa? Ôi, này mới là khủng khiếp này, nó mím đẹp chưa, mím quá đẹp đấy. Rồi các bạn nhìn này, nhìn sướng chưa? Đó. Ok thì rất là cảm ơn chú đã cho khán giả xem, những người yêu bonsai và cây cảnh trên cả nước. Đây hy vọng là cho chúng ta thấy một một môn nghệ thuật mà được chú và các nghệ nhân đã thổi hồn vào cái tác phẩm này. Ok, ra chú lại muốn giới thiệu cái đôn các bạn ạ. Mình bây giờ mình mới thấy để ý cái đôn này. Cái đôn này nó khác biệt gì không chú? Xin giới thiệu với cả nhà là khi mà 2010, tức là 15 Thăng Long đấy, thì tất cả đều đổ dồn về Hà Nội và có rất nhiều công trình 15 Thăng Long. Ví dụ như con đường Gốm Sứ này, ví dụ như bia đá chỗ tượng đài Lý Thái Tổ này. Nhưng mà riêng Hùng Đoàn thì bởi vì là điều kiện cũng hạn, nhưng muốn lưu giữ lại một cái gì đấy cho con cháu của 15 Thăng Long thì có mua một khối đá nặng 2,3 tấn nguyên bản đá Cẩm Thạch, và sau đấy là các nghệ nhân của Đà Nẵng là đục thì đài sen này, rồng thời Lý này đấy, đấy đài sen rồng thời Lý. Còn bên này đấy, bên này là con hạt quất thước. Đây là hạt. Đây, cái kỷ vật để lại cho đời sau là chắc là vĩnh cửu thôi. Đấy, bởi vì cái khối đá này liền, tức là một mặt là rồng, một mặt là hạt. Đấy, đời lý. Và viên đá nguyên khối này sau khi hoàn thiện thì cân lên là còn được 970 cân. Đấy, báo cáo bạn đấy là có thể nói là một trong những cái đôn là độc đáo của trong làng Tri Kênh. Bây giờ bạn nào mà muốn thích làm thì là lấy cái mẫu này, thì các bạn thì đá bây giờ thì sẵn, nghệ nhân bây giờ thì giỏi lắm thì người ta sẽ làm. Đấy, người ta sẽ giúp các bạn làm. Đấy, cũng không đắt lắm đâu. Nhưng mà cầu kỳ. Đấy, hoa văn đây. Các bạn thấy đấy. Đấy, đài sen này, hoa văn đấy. Các bạn thấy là từng những cái lông của con phượng rất là đẹp. Rồi, ok, thì còn khá là nhiều tác phẩm khác các bạn ạ. Hy vọng là mình sẽ chia sẻ tiếp với các bạn những cái clip sau. Clip này mình xin dừng lại ở đây và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nhé. Thân ái chào các bạn hãy nhớ theo dõi kênh và chia sẻ với mọi người nhé. Các bạn có thể đến địa chỉ 63 triệu các bạn nhé. Ngã tư 63 triệu với Trần Hưng Đạo. Chào các bạn.